hôm nay thì cái huyền mời chị dùng bạn nước la vi và để cho mình biết là cái cảm giác của người mình như thế nào nha. Miếng nữa đi, một miếng không phải là cảm nhận được. Được chưa? Vâng, và cái cảm giác của chị về cái nước uống này như thế nào?